Ba lưu ý vàng khi thờ thần tài thổ địa ở công ty. Hôm nay, Quản Tầm, Phong Thủy Kinh doanh lại tiếp tục chia sẻ cho anh chị em những thông tin bổ ích về việc thờ thần tài thổ địa ở công ty. Thì như anh chị em đã biết, là ông bà ta có câu, có thờ có thiên, có kiêng có lành. Chính vì vậy, việc thờ thần tài thổ địa là một trong những vị thần gần gũi và hết sức thiết thực với người Việt Nam chúng ta, với mong muốn là để nhận được cái sự bảo hộ, sự che chở, đem lại cái sự may mắn và tăng trưởng tài lộc cho chúng ta. Đối với công ty thì việc thờ thần tài thổ địa là hết sức quan trọng. Nếu chúng ta có sự giao cảm tốt với lại chư vị thì sẽ giúp cho chúng ta được tăng trưởng cái tài lộc, tăng trưởng về cái tiền bạc. Thậm chí chúng ta có thể thu hồi được công nợ nếu những công nợ khó đòi. Bên cạnh đó thì việc thần tài thổ địa còn giúp đỡ cho chúng ta cái sự bình an, cái sự may mắn, bảo hộ cho nhân viên đi làm, đi đến nơi, về đến chốn. Vậy ba lưu ý vàng quan trọng trong cái việc thờ thần tài thổ địa ở công ty. Thứ nhất, đó là vị trí đặt bàn thờ thần tài thổ địa. Thì trong phong thủy là trong một cái không gian hoặc là một cái phòng thì có những cái vị trí tụ tài. Chính vì vậy, chúng ta nên đặt bàn thờ thần tài thổ địa vào trong cái vị trí tụ tài. Điều đó sẽ giúp cho bàn thờ của chúng ta dễ dàng tụ khí, dễ dàng tụ được cái tài lộc, sẽ giúp cho cái tài lộc của công ty ngày càng phát triển. Thứ hai, đó là việc khai quang tôn tượng thần tài thổ địa và bàn thờ thần tài thổ địa. Việc khai quang thần tài thổ địa và cúng an vị bàn thờ thần tài thổ địa sẽ giúp cho chư vị biết được cái khu vực này, cái tôn tượng này là cái nơi mà người chủ doanh nghiệp gửi gắm niềm tin, gửi gắm những cái kỳ vọng, những cái cầu nguyện bình an may mắn ở cái bàn thờ đó, ở cái tôn tượng đó. Thì điều đó sẽ giúp cho cái việc giao cảm giữa người chủ doanh nghiệp và chư vị thần tài thổ địa sẽ được tốt hơn. Thứ ba, đó là việc bài cúng thần tài thổ địa. Nếu chúng ta biết cách để cầu nguyện, biết đọc cái bài cúng cầu nguyện thần tài thổ địa sẽ giúp cho cái việc giao cảm giữa cái người chủ doanh nghiệp và cái chư vị bề trên sẽ rất là dễ dàng. Điều đó sẽ khi mà chúng ta cầu nguyện sẽ dễ dàng có sự cảm ứng, dễ dàng có sự linh cảm và dễ dàng gia tăng may mắn tài lộc. Về việc bài cúng thần tài thổ địa thì Quản Tổng sẽ hỗ trợ cho anh chị em ở những video tiếp theo. Nếu anh chị cần hỗ trợ tư vấn về việc set up bàn thờ thần tài thổ địa, hãy comment, Quản Tổng sẽ hỗ trợ tư vấn hữu duyên cho anh chị.